Xem nó làm gì. À, tới công chuyện với các ông các bà rồi. Tới công chuyện với các ông các bà là các ông các bà làm trò gì đây? Hả? Làm gì đấy, Bo? Hả? Trời ơi, nhà cửa năm xem. Như thế này đây. Này, chó, trời ơi, nghịch cái gì vậy? Hả? Thế sao nào? Kìa, con gái con đứa mà nghịch cứ gớm tẩm tiếc vậy đã hả? Hả? Biết mưa gió bẩn thỉu không? Có về nhà không con? Về rửa tay rửa chân ăn cơm ăn nước không? Chưa rồi. Suốt sáng giờ ở bên này nghịch đã. Hả? Trời ông bà cô chú anh em ơi, trời ơi, các ông tướng, các bà tướng của nhà các bác thế nào chứ, ông tướng bà tướng em ở nhà đây này. Đây này, nghỉ hè đây này, mẹ đói chưa, đông về nhanh, rửa bát, ơ quên rửa chân rửa tay chưa, nhanh. À vậy suốt sáng giờ là nghịch đấy, ê son ơi, ê ngã, từ từ bình tĩnh, đấy, rửa chân rửa tay, nhanh, nhà như cái chiến trường này. Đó. Đâu? Trước. Cây cối này. Này, mai gọi bà ve chai vào mà bán cái ve chai này đi, kiếm tiền mua bim nha. Rửa chưa? Rửa sạch chưa con em? Rửa. Nhanh. Rửa đi, rửa sạch. Nhưng rồi dẫm chân vào. Trời ơi, khóa cho chặt nước vào cho mẹ. Ôi chảy nước, phí nước của mẹ đi. Được chưa? Rồi, tắt nước. Dẫm chân vào cái rẻ không có nó lại ướt, nó lại bẩn hết. Đi đi. Có dép ra. Trời ơi, nghịch lắm, vào, vào nhà ăn cơm. Trời. Đấy, mỗi đứa mỗi bát. Lấy cơm cho em ăn nữa. Này, chia nhau ra con, mỗi đứa nửa cái nhỉ. Mỗi đứa nửa cái. Nước nửa cái này kéo con cắt ra. Kéo cắt ra. Hai chị kia ăn chưa? Thôi cho mỗi đứa một cái đi. Chị Trang có ăn xúc xích không? Con một cái áo ra hết rồi mẹ. Hử? Con tìm đi. Chị Trang có ăn xúc xích không? Ý giời ơi, lại gọi thế à? Đây, giữ lại. Ui, hứng bát vào. Hứng vào. Đây. Cơm xúc xích với nhà em đây, trẻ con này chỉ khoái món này thôi, hôm nay bò về Trâm Anh ăn cái này nha. Thôi Trâm Anh ăn vậy thôi, có ăn hết được không? Thôi con ăn vậy thôi, không hết đâu. Thôi vậy thôi, để cho chị Trang, đây cho con một cái xúc xích nữa. Nha. Con nào? Hay kéo mà cắt chứ. Một cái nữa hả? Con vẹo một nhỏ xíu. Thôi để ăn cơm đã. Đây. Ngon chưa? Đấy. Vậy được chưa? Vậy được chưa? Rồi. Vậy được rồi. Trời ơi, anh Bo. Anh Bo ăn một trứng hay là nửa trứng? Một trứng thôi. Một trứng vậy thì. Vậy thì mẹ ăn gì? Hả? Mẹ ăn cơm. Mẹ không có gì à? Đấy. Công mẹ. Chào cô dì chú bác đây. Nào, con chào các bác. Con mời cô dì chú bác ăn cơm. Đấy, phải dậy vậy đấy. Đó. Đâu, Bo đâu? Bo chào chưa? Chào cô dì chú bác. Con mời cô dì chú bác ăn cơm. Cô dì chú bác. Với con ăn xúc xích. Con ăn gì? Trứng. Trứng với cái gì? Trứng với. Ngon quá nhỉ. Đây, em cũng ăn đây. Nhà ơi, em cũng ăn đây, ăn cơm đây. Thế có ăn lên nhường cho mẹ hả? Nhường cho mẹ hả? Mẹ thử miếng đi. Ngon quá trời, có tương ớt mà ăn nhỉ? Em chào cả nhà nhá. Hẹn gặp lại cả nhà những video sau nha. Ăn cơm mẹ con em nha.